Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin giới thiệu đến quý khán thính giả cây viết quen thuộc của kênh chúng ta, An Yên. Quý khán thính giả đã từng nghe qua nhiều những câu chuyện của An Yên rồi, cảm thấy yêu thích văn phong và cách viết cũng như là những tác phẩm của An Yên thì hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác vào trang Facebook cá nhân của An Yên nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Sống Truyện Ma. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện 12 giờ đêm, tác giả An Yên. Trước mắt ông Hiệu là hình ảnh của một ngôi nhà cũ nát. Mái nhà bằng ngói đã xỉn màu, vách tường đã nứt nẻ, chỉ chợt muốn đổ ập bất cứ lúc nào. Bao trùm lên ngôi nhà là không khí tang tóc u ám. Cây cối mọc tùm bao quanh, cỏ dại mọc cao đến tận đầu gối, khiến khung cảnh ngôi nhà như ở một thế giới khác, cách biệt khỏi cuộc sống thường ngày. Ông Hiệu bật ra nụ cười nửa miệng khi nhớ lại lời bà lão hàng nước ban nãy, rằng ngôi nhà quan này đã bị quỷ ám. Bất chợt, ông Hiệu nghe thấy tiếng kêu quang quát ghê sợ của một loại chim nào đó. Vầng trăng đứng sừng sững ngay trên nóc nhà. Một bầy quạ đột nhiên vỗ cánh bay lên khỏi mái ngói, càng làm cho tăng thêm vẻ rùng rợn của nơi đây. Nhưng điều đó chẳng làm cho ông Hiệu bận tâm. 300 mét vuông, một khoảng vườn rộng rãi, kèm thêm cái ao tù sau nhà mà giá ngót 5 cây vàng, thì làm sao ông bỏ qua. Hít một hơi sâu, bà Nhung vợ ông cố gắng trấn tĩnh để không bị sự sợ hãi đánh gục. Bà Nhung sợ là phải, lời bà hàng nước ban chiều làm cho bà thoáng chút rùng mình. Khoảng 10 năm về trước đó, có một bà lão sống ở ngôi nhà này mà không có được ai chăm sóc ra. Hàng xóm cho rằng bà có vấn đề về thần kinh đó. Còn con cái tuyệt nhiên bỏ mặc, không có ai quan tâm hết. Có chăng bà cũng là một người kỳ dị khó hiểu, không nhận sự giúp đỡ của ai. Và bà rất ghét trẻ con nghe. Khi mà bà mất đó thì xuất hiện rất nhiều dư luận xung quanh cái chết của bà đó. Có người cho rằng bà chết già, có người thì nói là bà treo cổ tự tử, người khác thì bảo là uống thuốc độc. Nhưng mà tất cả đều khẳng định rằng đó là cái chết đau đớn cùng cực. Sau cái chết đó đó, không có ai dám lai vãng vào đây. Qua thời gian ngôi nhà nó bị bỏ hoang, nhiều người cho rằng đó âm hồn của bà vẫn chưa tan và nó cứ vất vưởng trong ngôi nhà. Bà Nhung đứng lấp ló bên ngoài hàng rào, đưa mắt nhìn vào không gian mờ tối bên trong, rồi khẽ ngoắt tay chồng. Vậy ông ơi, có gì mai đợi chủ đất qua rồi mình xem tiếp. Đêm hôm vào rắn rết nó mổ cho thì lại khổ. Ông Hiệu tính đẩy cổng vào trong, nhưng thoáng nghe thấy lời vợ có lý nên thở dài, chậm rãi quay ra nổ máy chiếc Honda. Rất nhanh chóng, dáng ông bà cùng chiếc xe đã mất hút nơi đầu đường thâm u. Bên trong căn nhà, cánh cửa gỗ cũng từ từ khép lại. Tiếng bản lề vang lên rin rít lạnh sống lưng. Ông Hiệu là con cả trong một gia đình nghèo khó, đông anh em. Bố ông tên Nhường, không may tai nạn nên mất sớm. Khi ấy, mẹ ông là bà Thắm còn khá trẻ. Nhiều lần ông khuyên bà nên tái giá, nhưng bà chỉ cười cười mà không đáp. Vậy là bà Thắm vẫn ở một mình, từ bấy đến nay. Bà Thắm không phải là dân công chức, nên không có lương hưu, không bảo hiểm y tế. Gia tài của bà chỉ có một lũ con cháu là của để dành. Trai gái, dâu rể, cháu chắt gần 50 con người lớn bé.
Nhà ông Hiệu ngày xưa thuộc loại cùng đinh ở làng. Ăn vay người làng, ăn đông mua chịu ở chợ là chuyện bình thường như cơm bữa. Nghèo là thế, mà ông bà Nhượng cứ sòn sòn, 3 năm sinh 2 đứa. Ông bà cùng nhau chèo chống, nuôi 8-9 đứa con lớn khôn. Gái đến tuổi thì gả chồng, trai đủ tuổi thì tuyển quân nhập ngũ, giống như đa số những nhà nghèo ở xứ này. Bố ông Hiệu, như bà Thắm nói, thì suốt năm ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Thành ra bà Thắm phải lo mọi việc trong nhà, kể cả việc chạy cái ăn, lo cái mặc. Vậy dài mượn nóng đều một bàn tay bà lo liệu. Thỉnh thoảng bà Thắm vẫn kể về những ngày lận đận của gia đình khi đám anh em ông Hiệu còn nhỏ. Nghe giọng kể, ông Hiệu biết mẹ mình có chút tự khoe về tài vay mượn và sự khéo ăn đông của mình. Mùa gặt về, thóc lúa chả kịp mang vào nhà, đã rội nón ra đi vội vàng. Thóc vơi khô quạt sạch đến đâu là bà Thắm gánh đi trả nợ đến đó. Nếu phải mẻ lúa nào ở chân ruộng xấu, thóc kém thì bà mới để lại nhà dùng. Bà bảo, cố qua cái lúc đói, người ta sẵn lòng cho dây, cho nên mình không có thể thức tính được. Ông Hiệu thấy lời mẹ mình nói quả không sai. Khi nhận thức được, ông thấy mẹ mình luôn chu đáo với các chủ nợ, người lấy lãi cũng như người cho vay không tính lãi. Nhớ khi đó, khi lúa từ ngoài đồng mới về, thì cả chòm xóm phụ nhau đập xuyên đêm, hết nhà này lại đến nhà khác. Khi ấy còn khó khăn, chưa có máy tuốt lúa như bây giờ, người dân đa số phải dựa vào thủ công để đập. Họ dùng một sợi dây vừa đủ thòn vào cổ tay để ôm bó lúa cho thật chặt, sau đó ra sức đập vào một tấm ván cho những hạt thóc rơi ra. Tuy cực nhưng mà vui lắm. Những tiếng cười cứ vang lên không ngớt. Thì thoảng tiếng hát trong veo của những cô gái tuổi đôi mươi cất lên cao vút, vang vọng giữa đất trời thời chiến. Khi mặt trời lên là cào thóc ra khắp sân phơi. Được nắng, thóc chỉ phơi vài buổi là khô giòn. Khi đưa hạt lúa lên miệng cắn thử, thấy một tiếng kêu rắc giòn tan, hạt gạo vỡ ra là được. Nếu nghe tiếng kêu khục thì phải phơi thóc thêm vài nắng nữa. Ông Hiệu còn nhớ, mẹ mình hay dây bỏ những hạt thóc lép, sàng sảy sạch rồi mới gánh đi trả nợ. Bà Thắm có một trí nhớ rất tốt, không ghi chép gì, nhưng bà nhớ chi li chính xác nợ nhà ai, bao nhiêu. Có muốn ghi chép thì bà cũng chịu, vì có biết chữ đâu mà viết. Ngày ấy, quê ông Hiệu đo đếm thóc gạo bằng đơn vị, gọi là đấu và nồi. Mấy đấu là một nồi thì ông cũng không nhớ nữa. Mỗi lần chuẩn bị gánh thóc đi trả nợ nhà ai, bà Thắm cũng đông cẩn thận trước và mang dư ra một vài đấu thóc dự phòng khi gặp chủ nợ tham. Đồng bè mép đấu bằng cả hai tay sẽ hao thóc, vì đấu thóc lúc đó sẽ có ngọn cao nhất. Đó cũng là cách người tham lam thường áp dụng mỗi khi đong đếm thóc gạo, đổ lạc bằng đơn vị đo lường là đấu. Thuộc vùng sâu vùng xa, nên hồi đó ở quê của ông Hiệu, việc định lượng bằng cân lạng còn xa lạ với các bà nội trợ. Lúa gạo ngô đậu được đong đếm bằng các loại đấu to, đấu nhỏ khác nhau. Những cái đấu được làm ra từ những mảnh gỗ mỏng uốn ghép lại với nhau. Sau này đấu được làm bằng sắt tây, bằng nhôm lá. Bà không mang thóc xấu, thóc lép, thóc phơi thiếu nắng đi trả nợ nhà ai bao giờ. Ông Hiệu còn nhớ, có lần đi trả nợ thóc cho nhà bà Hạt, bà Thắm đã mang thừa 3 đấu thóc, dư hơn so với khi đi trả các nhà khác. Thế mà bà Hạt đông, vét sẵn cả 2 thúng thóc, vẫn bảo bị thiếu gần 2 đấu. Bà có đếm nhầm không đó? Bà Thắm hỏi thế vì biết chắc chỉ có thừa và cùng lắm thì cũng phải đủ. Ừ, hay là bà đong lại cho em xem. Ừ, nhầm là nhầm thế nào? Thiếu đúng 2 đấu mà. Giọng bà Hạc rất nhẹ nhàng nhưng tỏ ra kiên định. Biết không lay chuyển được bà chủ nợ dư dật của nã, nhưng cũng dư dật cả tính tham lam. Bà Thắm quay về nhà, xúc 3 đấu thóc mang đến. Bà bảo, bà chị không phải đông lại đâu, 3 đấu đó. Bà Hạc cười tươi, hỏi đãi bồi, sao nhiều thế?
Chỉ cần bà chị giúp nhà em lúc giáp hạt để các cháu khỏi bị dứt bữa là quý quá lắm rồi. Bà Thắm trả lời thật thà, đúng tính cách luôn chịu thiệt thòi về mình, rồi tất tả cắp cái thúng không ra về. Đấy là chuyện vay mượn ở làng. Bà Thắm mua chịu, cộng dồn nợ ở chợ cũng là một chuyện lạ. Ngày giáp hạt, bà mua hàng tiêu dùng và đông thóc gạo chịu mỗi phiên chợ. Đến mùa thu hoạch là gánh thóc gạo ra chợ. Nợ ai thóc gạo thì bà trả thóc gạo. Nợ tiền hàng thì bà gán bằng thóc gạo. Ai không lấy thóc gạo thì bà bán đi, lấy tiền để trả. Bà mua chịu đủ thứ, từ mắm muối, dầu đèn, miếng mì đến trầu vỏ. Có hôm bà không định mua mắm, nhưng bà hàng mắm nhìn thấy bà Thắm cứ gọi ời ời, bảo bà mua mỡ hàng. Bà nói không mang chai thì bà bán mắm cho mượn chai, phiên chợ sau mang trả. Bà hàng trầu vỏ quen, cứ trông thấy bà Thắm là nhất thiết mời bà mua, không mua cũng phải sờ vào hàng cho bà ấy lấy may. Mỗi khi nghe những chuyện vay mượn, mua chịu, trả nợ của đời mẹ để nuôi sống cả gia đình trong suốt thời kỳ đói kém, mấy chị em bác cháu nhà ông Hiệu lại cười ra nước mắt. Một lần vui, ông Hiệu nói: Thời của mẹ hay nhỉ. Bây giờ mà không có tiền thì chỉ có nhịn thôi. Sờ vào rồi mà bảo là không có tiền mua ha. Người ta cho lĩnh đủ đó. Gặp người ghê gớm mà thì họ chửi té tát luôn đó. Bà Thắm cười khành khạch. Chị em chúng mày á, tướng ai cũng được người ta bán chịu cho, rồi mời chào chèo kéo vào hàng như tao sao? Nhiều người không phải trả nợ tiền hàng, mua chịu phiên chợ trước á, thì phiên chợ sau đừng có hòng mà mua tiếp. Người nợ dài không chịu trả, hay là nặng vía đến gần hàng đó ha, là đã bị xua đuổi, như là đuổi tà đi chứ. Bà Thắm nói, mà đôi mắt của bà ánh lên niềm tự hào của người dễ dàng vay nợ suốt cả một đời. Cũng có thể vì ông Hiệu phải sống cơ cực từ khi còn quá nhỏ, nên ký ức về những chuyện ăn thèm phát nặng tuổi ấu thơ được ông nhớ rất nhiều. Khi mấy chị em ngồi ôn nghèo kể khổ, cậu em Út vẫn chưa hết ấm ức. Em tức nhất là cái mỗi buổi chợ đó, mẹ mua thức ăn về, nấu chín nhưng mà cất đi chẳng cho ăn, cứ để dành chợ khách của bố. Mỗi ngày mẹ lấy son thức ăn xuống đùng lại một lần, rồi cả lại treo lên cái quan con sát gần cả mái nhà. Muốn ăn dụng cũng không thể lấy được. Nếu hôm sau là phiên chợ mà tối đó không có thấy khách hay hàng thì mẹ mới cho ăn. Không ít lần mẹ quên không đùng lại nồi thức ăn, trầu âu nó bị thiêu phải đổ cho lợn. Trong ký ức của mấy chị em, ông Hiệu còn rất rõ những bữa cơm gia đình đạm bạc. Chỉ có ngô, sắn hay khoai lang thay gạo và rau cỏ nhì nhằn, nhưng mà vui như Tết. Ông Hiệu nhớ mang máng, vào khoảng thời gian giữa thế kỷ trước, xe đạp là phương tiện còn rất xa xỉ ở thôn quê. Bố ông là ông Nhường, làm công tác xã hội, là trưởng ban văn hóa xã, kim đội trưởng đội văn nghệ của làng, nên xã xét ưu tiên mua cho một chiếc xe đạp nam hiệu Thống Nhất giá mậu dịch, đâu đó khoảng vài 300 đồng, nhưng không vay được tiền để mua. Vay mượn để ăn hay chữa bệnh thì được, nhưng vay sắm xe đạp để đi thì không ai cho vay. Ông Nhường đành phải nhường xuất xe phân phối đó cho bác phó ban văn hóa xã. Trong một bữa ăn cơm vẫn ăn độn, là chính ông Nhường tuyên bố xanh trần: Chị em chúng mày yên tâm đi, cứ chịu khó lao động, cứ học hành cho bằng chúng bằng bằng, rồi trời sẽ có mắt. Thế nào rồi cũng có ngày bố chúng mày có xe đi, xe treo. Câu nói vu vơ cho vui nhà của bố về chuyện sẽ có xe treo xe đi, vậy mà thành hiện thực. Ấy là khi ông Hiệu được đi du học ở Đông Đức. Ông căng cơ đóng được một thùng hàng, trong đó có hai chiếc xe đạp Mifa gửi về Việt Nam cho bố mẹ trước khi tốt nghiệp. Mở thùng hàng ra, việc đầu tiên là ông Nhường lắp hoàn chỉnh cả hai con Mifa, rồi lấy dây thừng treo một con lên trong gian trái nhà, một con thì ông dùng. Chỉ tập tranh thủ có hai buổi trưa,
ông vi vu phóng khắp làng ra xã để khoe đã được con trai báo hiếu. Sinh thời thỉnh thoảng ngồi đàm đạo về quốc kế dân sinh, về cái dở cái hay của xã hội với đám bạn, ông hay nhắc: "Chà, gì thì gì chứ nhà tôi nhất định phải mang ơn cái chế độ này. Cũng nhờ có đảng, có chính phủ và các chính sách ưu việt của xã hội chủ nghĩa thì thằng Hiệu con tôi mới được bay nhảy tận trời Âu mấy năm liền như vậy đó. Chứ nếu vẫn là còn phong kiến đế quốc nó thống trị đất nước thì nhà tôi cứ bận cố nông, không thức đất cấm dùi mãi mãi mà thôi." Lại nói về bữa cơm gia đình, gọi là ăn cơm, nhưng nhiều khi ngồi vào mâm, mở nồi cơm ra, chỉ thấy toàn sắn tươi cắt khúc, hay sắn thái miếng phơi khô, bẻ vụn cõng vài hạt cơm. Nếu một khoai lang thì nấu cơm độn với khoai lang. Khi nấu, phải xới đảo nồi cơm lên, lúc cơm bắt đầu sôi và khi cạn hết nước. Gạo thường bị lọt xuống đáy nồi nhiều, lượt cơm dưới đít nồi gần như không có độn. Cơm ấy được đơm cho mấy đứa bé. Còn ông bà Nhường và mấy đứa lớn như ông Hiệu thì chỉ ăn khoai đến no bụng. Nhiều khi ngán quá, miếng khoai không trôi, cứ tắc trong cổ họng, phải dầm nhuyễn ra, chan nước canh hay nước dưa chua vào cho dễ nuốt. Ngày xưa thì khổ sở xanh xao còi cọc vì phải ăn khoai sáng trường thay cơm. Bây giờ tiền mua 2 ký khoai thì đã mua được 3 ký gạo. Trở về thực tại, chiều hôm đó, cậu con trai Út có gọi thông báo cho anh chị em về xem bà Thắm bị làm sao. Không biết vì đâu mà sau tai bà sợ thấy một cục gì đó khá to. Ông Hiệu hôm đó đang ốm, không thể về ngay. Hơn nữa muốn đưa bà Thắm đi khám bác sĩ chuyên khoa trên thành phố nên báo cậu em đưa mẹ ra Hà Nội. Ông Hiệu gọi cho mẹ, dặn mang theo quần áo vì có thể phải ở phố lâu lâu. Bà Thắm giao hẹn sẽ đi, nhưng chỉ khám xem làm sao, mua thuốc rồi về. Tao già rồi, không có mổ xẻ gì đâu nha. Cả cuộc đời bà đã phải sống lam lũ tằn tiện trong nghèo đói, lo cho gia đình, cho chồng con, lo đãi đặng khách khứa, bạn bè của chồng. Bây giờ tuổi đã cao, ốm đau luôn. Nhưng bà vẫn quyết từ chối chữa bệnh vì sợ tốn kém tiền bạc của các con. Anh em ông Hiệu biết ngày xa mẹ sắp đến gần, ai nấy đều bùi ngùi rơi lệ vì cảm thấy bản thân thật tệ hại, chưa báo hiếu gì được cho mẹ già. Ngày bà cụ ra đi, một giai điệu vang lên bên tai. Lời bài hát ấy luôn ám ảnh ông Hiệu sau cái chết của mẹ mình ở tuổi 80. Mỗi lần nghe giai điệu và những lời ca buồn về mẹ, ông chỉ muốn khóc. Ông Hiệu có dây dứt mãi, và điều ấy càng hiện hữu vì ông Hiệu và vợ mình là bà Nhung, sau hơn 20 mấy năm kết hôn, lại hạ sinh được duy nhất một người con gái đặt tên là Đào và giống bà Thắm như đúc. Mỗi lần thấy con gái mình, ông Hiệu lại càng nhớ bà cụ hơn. Cũng vì lẽ đó mà ông Hiệu thương yêu và bảo vệ con gái lắm. Sau bao nhiêu năm làm việc công sở, ông Hiệu đột nhiên chán cái cảnh đi đi về về dập khuôn, nên bàn với vợ quay sang buôn bán. Chính sách xã hội mở cửa, phi thường bất phú. Bà Nhung vợ ông tính cách hiền hòa, phàm làm bất cứ việc gì cũng ủng hộ chồng vô điều kiện. Sau 3 năm quay sang làm nghề thu mua đồng nát, gia đình ông bà Hiệu cũng xếp vào loại có của ăn của để. Ông Hiệu vốn là người thông minh, có con mắt tinh đời. Nhận thấy địa điểm kinh doanh trong thành phố chật chội, vợ chồng ông quyết định chuyển địa điểm ra huyện Lê Chân. Ngày ấy, Lê Chân là một huyện có nhiều đất rộng người thưa, và theo ông tìm hiểu thì huyện ấy có nghề trồng hoa đào, nhưng heo hắt lắm. Có vẻ người dân ở đây chẳng còn thiết tha với một loại cây vừa khó tính vừa phụ thuộc vào thời tiết như vậy. Ngay từ khi mua tiệm đất, ông Hiệu đã thích cây đào cổ thụ trước cửa nhà của ông chủ đất mà bạn ông giới thiệu. Vốn dĩ ông Hiệu mê cây cảnh từ lúc cơ hàng, lại đặc biệt thích chơi cây đào, nên khi mới giảm bước đến xem đất, ông đã thích mê. Cây đào mọc trong khuôn viên đất ấy là giống cổ thụ, thân đào rất to, cành lá xum xuê, đầy sức sống.
Ông yêu cái thế song long quá hải của nó. Ông Hiệu khâm phục trí sáng tạo, bàn tay tài hoa của người trồng. Phải tâm huyết và yêu nghề lắm mới đủ kiên trì tạo được dáng ấy. Ông chủ đất cũ nói: cây đào này đến tôi là ba đời rồi đó. Thấy ông là người yêu cây cảnh nên tôi để lại tặng ông. Đêm qua, vợ chồng ông Hiệu đánh chuyến hàng về, ngang qua đây nên tiện thể ngó lại xem mảnh đất. Khuôn viên rộng rãi ấy chỉ có giá 5 cây vàng thì quả thật rẻ như cho. Nhưng cái cốt yếu là ông Hiệu muốn ngắm cây đào đó thêm một lần nữa. Sau khi nghe chính miệng ông chủ đất xác nhận rằng mẹ ông chết già trong căn nhà nên bỏ quan đã lâu, chứ kỳ thực chẳng có việc treo cổ như đám ác ý bàn, thì ông Hiệu mới quyết định mua. Ngày hôm sau, sau khi xem xét thật kỹ mảnh đất, hai bên quyết định ký giấy tờ mua bán luôn. Bà Nhung vợ ông vốn là người đàn bà tính tâm, vốn biết khi động thổ xây nhà mới, việc xem ngày giờ tốt mang yếu tố quyết định. Bởi theo tử vi, ngày tháng và năm phải hợp với tuổi của chủ nhà. Những người có tuổi phạm vào năm kim lâu, hoàng ốc thì không nên xây dựng nhà cửa. Trong trường hợp cấp bách, những người này khi làm nhà phải mượn người tuổi đẹp không phạm vào hai điều trên để làm lễ động thổ, khởi công dựng nhà. Cũng vì thế mà bà đã bàn bạc với chồng mình thỉnh một vị thầy về xem ngày động thổ. Vị thầy địa lý ấy xem qua thế đất một hồi rồi trầm ngâm ra vẻ suy tư. Dẫu thế, số tiền tạ lễ rất hậu nên cũng tặc lưỡi làm bừa. Sau khi bấm độn, cẩn thận tính toán cho gia chủ tránh những ngày xấu như hắc đạo, sát chủ, trùng tang, trùng phục, ba người thống nhất ngày 18 âm lịch bắt đầu cúng quẩy và khởi công. Trong thời gian đó, ông Hiệu cho đám thợ xây phá bỏ ngôi nhà cũ và căn dặn tuyệt đối phải giữ lại cây đào cổ. 8 giờ sáng ngày 18 âm lịch, đàn lễ cúng đất bày ra tươm tất. Lễ vật được vị thầy bày biện lên một chiếc bàn nhỏ để giữa mảnh đất, lại cẩn thận chọn chỗ đất cao ráo đẹp nhất. Ngó sơ qua thứ lễ vật cúng, gồm có mâm ngũ quả, một bó hoa tươi, một nắm nhang rồng phụng, đèn cầy, gạo, muối, trà, rượu. Vị thầy còn chuẩn bị thêm một bộ quần áo quan thần linh, mũ, hìa, tất cả màu đỏ kiếm trắng. 5 lễ vàng tiền, 5 cái oản đỏ, bánh kẹo, trầu cao, chè xôi, cháo trắng, một bộ tam sơn, một bộ thịt luộc, tôm luộc, trứng gà luộc, một con heo sữa quay, chén đũa muỗng, bình hoa bát nhang, ra chiều đủ đầy và tươm tất lắm. Giữa tiết trời oi bức, vị thầy bùa thắp 2 cây đèn và thắp 7 cây nhang, ứng với 7 vía của gia chủ. Đoạn cắm 3 cây nhang trên mâm cúng, 3 cây dưới đất và 1 cây cầm trên tay. Trong bộ đạo bào hình trồng phượng, vị đạo sĩ vái 4 phương 8 hướng rồi quay vào mâm lễ, sau đó đọc một bài văn cúng đất rất dài. Lời khấn vừa dứt thì bất thình lình một làn gió lạnh ở đâu thổi ập đến, mang theo một luồng hơi lành lạnh làm án hương khẽ rung lắc. Tàn nhang bị gió cuốn bụi mù, liền sau đó nén nhang dưới đất tắt liệm. Ông Hiệu thoáng có chút giật mình vì giữa trời nắng chang chang của tháng năm, tại sao lại có cơn gió lạnh thấu xương. Nhưng lời thầy cúng đã kéo ông trở lại thực tại. Hương gần tàn rồi, bà nhà đi quá tiền vàng đồ hàng má đi. Còn ông thân là gia chủ thì đi ra rải muối gạo, rồi tự tay cút những phát đầu tiên, hoặc là đặt viên gạch đầu tiên vào cái chỗ đầu móng đó, để trình với thần thổ địa xin được động thổ. Đoạn thầy chỉ tay vào 3 cái hũ sành ở trên bàn rồi nói: riêng 3 hũ muối gạo nước này nè thì cất đi, để sau này khi mà nhập trạch thì đem để ở nơi bếp đó, nơi thờ cúng táo quân. Nhớ cắm mấy bó hoa cúng xuống công trình chứ không có mang về nhà. Ông Hiệu vâng dạ rồi làm ngay. Sau khi gia chủ làm xong nghi thức, đám thợ xây đảm nhận thi công cũng kéo nhau vào thắp nhang cúng và khấn giống hệt như trên.
Ông Hiệu để ý, đám ấy ngoài việc khấn thổ công thần đất thì khấn thêm tổ nghề, có lẽ để cho mọi việc tiến hành suôn sẻ. Ngày xây nhà mới, ông Hiệu lo thợ thuyền đi lại thi công làm hỏng mất cây đào quý. Ông mua dây thép gai về quay kính để bảo vệ. Thành ra, cây đào vẫn đứng uy nghi trước cửa nhà. Những lúc bị áp lực công việc, ông thường ngồi ngắm cây đào. Mọi ưu tư phiền muộn dường như tan biến. Hôm khánh thành nhà, một người bạn ông bảo: "Chà, thế cây rất hợp với phong thủy hả? Sông lòng quá hải, nghĩa là hai dòng vượt biển. À, vậy là nhà ông có cả một biển nước rồi ha. Việc làm ăn của ông sẽ phát đạt đó. Thủy sinh kim mà." Ông Hiệu không tin phong thủy, nhưng ông phải công nhận việc buôn bán đồng nát của gia đình tiến triển đến không ngờ. Từ chỗ làm ăn con, chỉ sau mấy tháng dọn về đây, ông Hiệu có cả một cơ ngơi bề thế. Nhớ ngày sinh con gái đầu lòng, ông Hiệu đặt luôn tên là Đào. Một phần để mong sau này đời con may mắn, không cơ cực như đời bà Thắm. Một phần vì ông rất thích hoa đào. Con bé Đào lớn lên học hành giỏi giang ngoan ngoãn. Vì thế mà ông Hiệu ngày càng yêu quý cây đào nhiều hơn. Thế mà giờ đây, cây đào nhà ông tự nhiên mắc một bệnh lạ. Lá đang xanh, chỉ một đêm chuyển màu vàng như nghệ, chiều rụng đầy gốc. Ban đầu ông Hiệu cho rằng cây mắc bệnh vàng lá. Ông vào phố mua thuốc, nhưng càng phun thuốc, cây càng rụng lá nhanh hơn. Ông Hiệu tìm đến những người am hiểu về trồng cây cảnh để hỏi kinh nghiệm. Mọi người phán một kiểu, khiến cho ông hoang mang. Một điều kỳ lạ là chỉ riêng cây đào nhà ông mắc bệnh, những ruộng đào của dân cư quanh đó lại hoàn toàn yên ả. Thành thử ông Hiệu rất là hoảng. Có lúc trong đầu ông thoáng qua một ý nghĩ tiêu cực, rằng đây lẽ nào là một điềm báo chẳng may. Thực ra ông Hiệu không phải là người hiểu biết về đặc điểm của cây đào. Mọi quy trình từ chăm bón, tưới tắm đến khoanh vỏ tuốt lá, ông Hiệu đều thuê người làm. Nóng ruột quá, ông Hiệu gọi điện cho con gái. "Ừ Đào nè, con đi vào Nhật Tân hỏi cách chữa trị, nếu cần thì mời họ về đây." "Ờ, thế bố đã hỏi anh Linh chưa? Anh chăm đào giỏi lắm đó." Nghe nhắc đến Linh, ông Hiệu thở dài. Ông chẳng lạ gì Linh. Linh xuất thân từ trại trẻ mồ côi, ngày mới chuyển về Lê Chân, ông đã nghe. Bố mẹ Linh mất từ khi Linh mới chỉ vài tháng tuổi. Họ hàng đều khó khăn, không thể nuôi được. Sau khi bàn kỹ, mọi người quyết định đưa Linh vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Linh được nuôi dạy đến năm 17 tuổi. Linh trở về làng, quyết lập nghiệp từ căn nhà ọp ẹp của bố mẹ, cùng đâm sào ruộng trồng đào. Bắt đầu từ những loài hoa ngắn ngày, sau đến dài ngày. Từ những cây cảnh đơn giản, dần đến tạo dáng cầu kỳ. Vì thế cuộc sống dần khá lên, dư thừa đồng nào, Linh mua thêm ruộng. Những ngày ấy, mua một hai sào ruộng trồng đào rất dễ. Người xưa dạy, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, cấm có sai. Bằng nghị lực và kiến thức, cộng thêm may mắn thời tiết thuận hòa, Linh trúng mùa hơn 10 năm liên tiếp. Ngoài việc chăm sóc đào bằng kinh nghiệm vốn có, Linh còn trang bị cho mình kiến thức kỹ thuật tiên tiến trong sách vở. Vào những phiên chợ Tết, đào của anh bao giờ cũng bán chạy nhất. Những cây đào được tạo dáng long, ly, quy, phượng. Dưới bàn tay điêu luyện của Linh, cây nào cũng sống động thanh thoát. Linh được xếp vào những người giỏi của Lê Chân. Linh bắt đầu mở rộng quan hệ với các hội sinh vật cảnh từ trung ương đến địa phương. Chắc vì thế mà cô Đào yêu say đắm anh chàng Linh từ hồi đang học năm thứ hai đại học. Linh hơn Đào gần chục tuổi, không đẹp trai, không biết tán tỉnh bằng những lời có cánh. Biết tình vợ chồng ông Hiệu tưởng như có sét đánh kinh hoàng nổ giữa trời quang. Ông Hiệu không chê gì Linh, thậm chí còn khâm phục nữa. Ngày xưa, vợ chồng ông nghèo lắm, nhờ chỉnh chu, toan tính cẩn thận nên mới được như ngày nay. Bọn trẻ bây giờ có hiểu thật, chỉ biết yêu là yêu. Ông thấy cuộc hôn nhân này
nó cứ trái khuấy thế nào. Con gái ông đâu có nghĩ hộ cho ông, nào môn đăng hộ đối, nào trình độ học vấn, nào địa vị xã hội. Ông mang điều này trải lòng với con gái, mong con suy nghĩ thật kỹ, kẻo hối hận về sau. Đào im lặng lắng nghe, chẳng biết trong đầu cô nghĩ gì. Bà Nhung thì tỏ rõ không chấp nhận Linh làm con rể. Con gái bà xinh đẹp giỏi giang nhường ấy, nhiều đại gia săn đón cưng chiều. Thiên hạ đã hết đàn ông đâu mà phải lấy một thằng nông dân cổ cày vai bừa. Mày mà quyết lấy nó, tao coi như là không có mày đó. Bà Nhung rít lên. Một lần chẳng hiểu nghĩ sao, bà sang nhà Linh bảo: Tôi lại anh á, hãy buông tha cho con Đào nhà tôi đi, tương lai của nó đang rực rỡ. Từ đầu ấy, không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, như thiếu đi dưỡng khí. Đào ít về hẳn, Linh cũng không đến thăm ông nữa. Ông Hiệu lo lắng hỏi vợ: Nghe chừng chúng nó quyết tâm lắm đó bà. Tôi nghĩ mình làm căng quá, chúng nó cứ lấy nhau, pháp luật bảo vệ. Thế là mình vừa mất con, vừa vi phạm chính sách. Thôi thì đất không chịu trời, thì trời phải chịu đất vậy. Bà Nhung ôm mặt khóc như một đứa trẻ bị đòn quan. Càng nghĩ chuyện đã qua, ông Hiệu càng rầu ruột. Giờ đây vì cây đào yêu quý mà ông phải sang cầu cứu cái anh chàng mà ông bà hắt hủi suốt năm qua, nghe chừng cũng sượng sùng quá. Linh là người cuối cùng trong cái làng này có thể cứu sống được cây đào. Nói dại, nếu Linh không cứu được cây thì coi như số của ông hưởng lộc trời chỉ có thế. Dù muốn hay không, ông vẫn phải sang nhà Linh, cứu cây như cứu quả. Sắp Tết rồi. Thoáng nhìn thấy bóng dáng ông Hiệu đang sốt sắng đi vào lối nhà mình, Linh phát quản. Cứ nghĩ lại như lần bà Nhung đến thì ê cả mặt. Linh định lảng tránh nhưng đã không kịp. Cháu chào bác, cháu mời bác vào nhà. Chào anh. Thôi tôi đứng ngoài đây cũng được, rồi có chuyện muốn nhờ cậu đây nè. Ông Hiệu ngừng lời, nhìn Linh để thăm dò. Linh cũng nhìn ông, nín thở. Có thể ông bà Hiệu đã biết cả năm qua Đào và anh vẫn quấn quýt bên nhau. Ông Hiệu thông thả trình bày tình trạng cây đào của nhà mình. Linh thở ra nhẹ nhõm. Để cháu sang ngay. Người làng ngạc nhiên khi thấy ông Hiệu và Linh sát cánh cùng nhau, vừa đi vừa bàn luận điều gì sôi nổi lắm. Họ cũng biết mối tình của Đào và Linh đang gặp trắc trở. Chà, đôi ấy lấy nhau thì quá tốt rồi, trợ trai tài gái sắc ha. Ông Hiệu đều nghe hết những lời bàn tán xôn xao đó. Hình như ai cũng mong con gái ông với Linh nên duyên vợ chồng. Chỉ vợ chồng ông là cấm cản. Phút chốc, ông cảm thấy dường như mình đã sai. Có khi chàng trai này lại cho con Đào một cuộc sống tốt. Về đến nhà ông Hiệu, Linh vội ra cây đào. Anh đi xung quanh cây vài vòng ngắm nghía. Anh rứt mấy cây lá, nhìn vào đó rất kỹ, như ông bác sĩ đang xăm soi người bệnh. Hai đầu ngón tay Linh vò cái lá nát vụn, rồi lại nhìn, lại ngửi. Lát sau anh nói: Bác cho cháu mượn con dao sắt. Ông Hiệu vội vã vào nhà lấy dao. Linh phạt ngay một cành đào nhỏ trước mặt, đưa lên nhìn vết cắt. Nhựa đào ứa chảy, màu nâu sậm. Chừng chưa yên tâm, Linh phạt tiếp một cành nữa. Đầu Linh gật, rồi Linh cúi sát gốc đào. Cái gốc xù xì, to bằng thùng gánh nước. Linh gọt lấy một mảnh vỏ đào, vẫn dòng nhựa đỏ sẫm như máu chảy ra. Ông Hiệu chăm chú nhìn từng bước chân, từng động tác của Linh. Ông nín thở. Chờ Linh đứng lên, ông mới hỏi khẽ: Cây bị sao hả cậu? Dạ, cháu chưa tìm được ra nguyên nhân. Để tối nay cháu xem thêm sách rồi mới dám kết luận. Nếu mà chưa được, cháu sẽ hỏi các anh bên sinh vật cảnh ở bên trung ương. Liệu có chữa được không? Có kịp Tết không con?
Linh nhẹ nhàng. Bác yên tâm đi, cháu xem kỹ rồi, cây còn tốt lắm. Cái khó là tìm ra bệnh, còn việc chạy chữa và tết nhất đó không phải là vấn đề quá lớn. Giờ cháu lên tỉnh tìm gặp bạn hỏi cái đã, nhanh thì 3 ngày sau cháu sang. Ừ thôi, trăm sự chú trông cậy ở cháu nghe. Cũng chính từ giây phút cành đào bị chặt, gia đình ông Hiệu đã gặp những sự việc kinh hoàng. Cho đến sẩm tối hôm đó, tầng 2 của căn nhà nhìn xuống đúng ngay vị trí cây đào cổ. Tầng 2 là nơi ông Hiệu dùng để thờ cúng, và bao nhiêu năm nay chưa một ngày nào quên nhang khói. Sẩm tối hôm ấy, cũng như thường lệ, ông Hiệu lên bàn thờ thắp nhang. Cánh cửa sổ dẫn ra ban công được đóng im lìm quanh năm. Đột nhiên lúc này lại bung chốt, làm cho ông Hiệu giật mình. Bên ngoài trời vẫn vũ gió, có lẽ sắp mưa to. Sấm chớp đã bắt đầu rì đùng trên tầng không đen đặc. Theo phản xạ tự nhiên, ông Hiệu lật đật tiến ra, khép lại cánh cửa. Từng cơn gió quật vào làm hai cánh cửa kính như bị ai kéo mạnh. Khó khăn lắm ông Hiệu mới khép lại được. Lúc ánh mắt vô tình quét qua góc đào, dưới ánh đèn tròn vàng vọt máng ở cổng và ánh chớp vô tình quét qua, ông Hiệu giật mình thấy bóng một người đàn ông cao lớn, đầu đội nón lá sùm sụp, vai đeo cung tên, đứng im lìm ở đó. Bóng người ấy nhìn chằm chằm vào ông Hiệu, làm ông bàng hoàng. Rồi như có một ma lực vô hình làm hơi thở trong cổ họng ông nghẹn đặc, toàn thân chết cứng, tựa hồ không thể cựa quậy. Tia chớp thứ hai kèm tiếng sấm nổ đinh tai kéo thần trí của ông quàng lại. Lạ thay, bóng người đó đã biến mất. Ông Hiệu cả kinh, đưa tay dụi mắt rồi nhìn thật kỹ thì chẳng thấy ai. Bên ngoài trời bắt đầu nổi cơn mưa lớn. Ông Hiệu không nhớ mình đã đứng chôn chân bao lâu, cho đến khi tiếng của bà Nhung cất lên dưới nhà mới làm cho ông ú ớ. Ông cho rằng mình quán gà nên nhanh tay khép lại cửa rồi xuống nhà ăn cơm tối. Giữa trưa hôm sau tiếp tục xảy ra sự lạ. Bà Nhung đang thiêm thiếp ngủ thì nghe tiếng chảo chén kêu lên loảng xoảng như có ai đó đang khua. Thầm nghĩ chắc là bọn chuột đang phá phách trong buồng. Bà lục đục vấn lại mớ tóc, xỏ guốc rồi tiến lại đẩy cửa buồng. Tiếng khô khoáng vẫn vang lên ầm ĩ. Nhưng lạ thay, khi bà vừa đặt chân tới cửa buồng thì đã không còn nghe tiếng động gì nữa. Khi mọi chuyện trở lại bình thường, bà Nhung lật đật trở về giường ngủ. Một lát sau, một lần nữa nghe có âm thanh, nhưng không phải âm thanh dưới bếp mà là tiếng thở dài thường thượt ngay trong nhà. Khi bà mở mắt tỉnh dậy thì điếng người. Gần giường là người đàn ông cao lớn, mái tóc rối bù che kín khuôn mặt, vai măng cung tên, da dẻ trắng bệch, đang nhìn bà đăm đăm. Bà Nhung kinh hãi thét lên thật to. Ông Hiệu đang uống mấy cây bonsai sau nhà, nghe tiếng vợ gào thì cầm luôn cây rìu lao vào nhà để xem xét. Bà Nhung kể đầu đuôi câu chuyện cho chồng nghe, làm ông Hiệu cũng rùng mình sợ hãi. Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của hai vợ chồng, khiến họ không thể nào giải thích được. Mang theo nỗi bàng hoàng trong lòng, ông Hiệu cố trấn an vợ là ngủ mơ, nhìn gà quá cuốc. Nhưng chính bản thân ông cũng bắt đầu hoảng loạn. Ông có thói quen trước khi đi ngủ là đọc sách. Ông đọc đủ thứ đông tây kim cổ, nhưng thích nhất vẫn là Tam Quốc Chí. 10 giờ đêm hôm đó, ông mệt mỏi gấp lại cuốn tiểu thuyết, đóng luôn cánh cửa sổ vì mưa đã bắt đầu hắt vào mỗi lúc một nhiều. Nhanh chóng ra chốt lại cánh cửa chính rồi tiến vào phòng, định đi nằm cho đỡ đau lưng. Nhưng một lần nữa, tim ông như vọt ra ngoài, vì lúc ông vừa định cất bước để vào buồng, khi ánh đèn vừa tắt, thì từ khoảng vườn nhà bà cụ Báu, cách căn nhà chỉ một hàng rào gỗ nhỏ, con chó mực của cụ Báo đang gào lên những âm thanh tru tréo. Hai chân trước cào vào hàng rào liên tục, nghe rin rít,
làm cho ông Hiệu bất giác giật mình. Tiết trời tháng chạp lạnh lẽo thấu xương, làm gai ốc ông dựng hết lên. Con chó lại trù lên mỗi lúc một ghê rợn. Bất thình lình, bên ngoài ba tiếng gõ khô khốc bất chợt vang lên. Ông Hiệu kinh hãi á khẩu. Tám phần ông đoán chắc thướng ngoài kia chẳng phải hạng tốt lành. Nhưng nhớ lời bà thắm mẹ của ông nói lúc còn sống, rằng tâm ta sạch lại không làm gì mạo phạm đến họ, thì họ cũng không quấy nhiễu mình. Thu hết can đảm, ông Hiệu tiến ra mở toang cánh cửa gỗ. Cửa vừa kéo ra, ông hãi hùng kêu lên, rồi lùi lại mấy bước. Trên khoảng nền đất nhầy nhụa nước mưa, ngay chỗ gốc cây đào, cách chỗ ông đứng chỉ khoảng chục bước chân, lù lù xuất hiện một người đàn ông, ánh mắt đỏ quạch, chầm chầm nhìn thẳng vào ông. Mặc dù khoảng cách khá gần, nhưng giữa đêm tối trời lại bị nước mưa hắt như tát vào mặt. Mái tóc người đàn ông đó lại xõa ra, thêm cái nón mê phủ kín nên không thể nào nhìn rõ gương mặt. Trên tay người đàn ông là cây gậy gỗ dài chừng 1 mét, da dẻ trắng bợt như ngâm nước lâu ngày. Chưa kịp hoàng hồn, bất giác ông Hiệu nghe thấy tiếng cười the thé, rồi dần dần to lên trong đầu. Bóng đàn ông kia cứ từ từ bước lại gần ông. Ông Hiệu giãy giụa la hét thật to, nhưng chẳng có ai nghe cả. Đôi chân cũng chôn chặt trên đất, mồ hôi bắt đầu chảy nhiều hơn. Bóng đèn vẫn cứ tiến lại gần ông với tiếng cười ma mảnh, thè thé đến rần rợn. Ông Hiệu cố vùng dậy để chạy thoát, cố đánh động để vợ tới bên ông, cố làm tất cả những gì trong đầu ông đang nghĩ. Nhưng sự thật là chân tay cứng đờ, miệng há hốc ra và không la được câu từ nào cả. Ông Hiệu cứ nghĩ mình mơ. Ông muốn nhắm mắt lại, nhưng mắt vẫn cứ thao láo, trợn ngược lên nhìn thẳng vào bóng người đàn ông đó. Bóng đàn ông ngày một gần. Giờ đây ông Hiệu không còn thấy một người cao to mạnh khỏe nữa, mà thay vào đó là hình hài của một cái thây ma đang phân hủy, dần dần hiện ra trước mắt. Quần áo thây ma bắt đầu rách nát, từng bộ phận trên cơ thể rơi ra vương vãi dần dần. Khi nó đứng trước mặt ông thì chỉ còn lại là một bộ xương trắng hếu. Thầy ma ngửa cái đầu lâu lên trời, rồi nó cười lớn. Sau đó nó ngó nhìn ông. Nó dùng bàn tay xương xẩu sờ nắng mặt ông Hiệu. Nếu được ngất thì chắc chắn lúc này ông Hiệu đã ngất rồi. Nhưng không, mắt ông vẫn cứ trừng lên nhìn nó, miệng vẫn cứ há hốc ra, còn tay chân thì cứng đờ. Thầy ma sờ bụng ông, sờ mặt, sờ đầu ông, sờ đến đầu là người ông lại giật lên đến đó. Bỗng dưng thầy ma hét lớn, đến nỗi tai ông Hiệu ù đi. Liền sau đó, nó đưa hai bàn tay ghê rợn bóp cổ ông Hiệu. Ông nghe sau những tiếng cười ma quái là thanh âm ai oán, não nùng. Ông Hiệu nghe tiếng chó sủa thì hồn vía đã hoàn lại phần nào. Lạ thay, vừa chớp mắt thì ông lại giật mình vì người đàn ông kia vẫn đứng im lìm ở cạnh gốc đào. Mấy giây sau mới quay lưng, lầm lũi khuất dạng sau hàng rào trước sân nhà. Ông Hiệu đứng chết trân ở đó, đờ đẫn suy nghĩ, tim vẫn còn đập thình thịch. Mưa bất chợt ngừng rơi và con chó nhà cụ Báo cũng thôi gầm gừ nơi cổ họng. Căn nhà trở nên vắng lặng lạ thường. Một tiếng động nhỏ cũng làm cho ông Hiệu cảm thấy lạnh hết sống lưng. Bất thình lình, một bàn tay lạnh cống thò ra, chụp lấy vai ông, làm cho ông Hiệu rú lên, ngã ngồi ra đất. Ông Hải Hùng nhận ra mình đang ngồi đối diện gốc cây đào. Tiếng bà Nhung cất lên lắp bắp. Ông làm gì mà ra đây đứng giữa mưa gió vậy? Vào nhà đi, 12 giờ đêm rồi đó. Mấy giờ rồi? 12 giờ đêm rồi. Ông Hiệu run rẩy quỵ xuống. Khó khăn lắm ông mới bám vai vợ rồi lết vào trong phòng, lăn xuống giường. Nếu tính thời gian ông ngồi đọc sách đến lúc gặp hồn ma kia
là 10 giờ. Vậy đồng nghĩa với việc ông đã bị hồn ma kia giữ chân ngoài gốc đào gần 2 tiếng đồng hồ. Tự nhiên ông Hiểu bắt đầu thấy mệt, mắt ông mờ đi và ông liệm đi lúc nào không hay. Trong giấc mộng mị ấy, ông thấy bóng ma kia lại ngồi ngay cạnh đầu giường. Ông Hiểu cả kinh bật dậy, sợ hãi chắp tay van nài. Tôi biết ông là người khuất mại khuất mặt, và tôi mới về đây chưa lâu. Nếu có gì mạo phạm, xin ông tha cho. Hồng ma gục đầu, thanh âm khàn đục bắt đầu thoát ra. Tôi là cá chép, tôi chết hoàng lâm ông à. Ông Hiểu cả kinh, há hốc mồm. Ừ, ông chết năm nào? Ừ, chết trong đất này hay là ở đâu? Ừ, chết ở gốc đạo đó. Chết trăm năm nay rồi. Xác tôi đã hóa thành cát bụi cả rồi. Hồng ma cá chép gục đầu, đoạn kể lại câu chuyện đau thương hơn 100 năm về trước. Dạo đó, căn nhà nơi ông Hiệu đang cư ngụ nằm trên một ngôi làng có tên là Làng Lượm. Dân Làng Lượm không có nghề gì ngoài nghề mò tôm mò cá, lượm lặt đồ thiên nhiên. Hiếm có người dân ở đâu lại săn bắt thủy sản bằng cách thức kỳ lạ như ở Làng Lượm. Người ta bện một loại lưới ba tua, một tua quàng vào cổ, còn hai tua kia cầm ở hai tay. Khi hành nghề, hai tay dang hết cỡ cho miệng lưới rà sát đất, hai chân nhúng thật êm để đẩy lưới đi. Cái rốn lưới nằm dọc theo lòng người. Bí quyết thành công ở đây là phải làm sao đi cho thật êm để không đánh động cá. Khi cá vào lưới, hai tay lập tức úp chụp lại. Cả chép dạo đó là chàng trai giỏi nghề nhất ở Làng Lượm. Bố anh trước cũng là tay sành sỏi luồn lạch. Ông hiểu rằng sống ở đây mà không có sức có mẹo thì cầm chắc chết đói. Vậy là ông rèn giũa cho con ngay từ khi cả chép mới lên 10. Đầu tiên ông tập cho con mò cạn, sau đó mò ngâm và cuối cùng là mò ngầm. Cả chép học nghề rất nhanh. Một đêm ông cùng cả chép lần đến rạng Thiên Môn. Đó là vùng nước sâu chảy xiết. Người ta chặn đáy để bắt tất cả các loại tôm cá bị nước cuốn vào rốn lưới. Những con cá to khi chạm vào lưới đáy quăng mình bật ngược trở ra. Trong khi đang đuối sức vì cố thoát hiểm, chúng sẽ sa vào lưới ba tua. Lần đó, cá chép đã ôm được con cá vượt dài gần cả người mình. Anh lao lên khỏi mặt nước, gọi bố tiếp sức. Con cá quá to, nó quậy chí mạng, làm cho đôi tay của chàng trai mới lớn cơ hồ như muốn bung ra. Cả chép hết một hơi thật sâu, lên gần bóp chặt vào mang cá, hai đầu gối kẹp cứng vây đuôi của nó. Cá vượt cực kỳ nhanh và khỏe, mà vây đuôi của nó là nơi tập trung toàn bộ sinh lực. Trong tình thế tuyệt vọng, nó càng trở nên hung dữ. Cả chép đã kéo được con cá lên bờ. Anh quảng hồn kêu mãi mà chẳng thấy bố đâu. Lần ấy bố anh không trở lại nữa. Ông cũng vồ được một con cá to, nhưng thất thế nên đã bị nó quật đập đầu vào cọc, rồi chẳng may bị cuốn vào rốn lưới. Khi cả chép lặn tìm được bố thì cả người và cá đều đã chết. Hai tay ông đang bóp vào mang cá và đôi gối chân kẹp chặt lấy đuôi nó, y như bài tập mà ông đã từng dạy con trai. Từ đó cả chép không bắt cá ở dòng Thiên Môn nữa. Bây giờ nhà cả chép chỉ còn hai mẹ con. Bố mẹ anh sinh nhiều con, nhưng chỉ mình anh sống được. Cả chép càng lớn càng khỏe mạnh, không bắt cá ở vùng Thiên Môn, anh trở ngược sông Bạc lên vùng Tà Côn. Dòng Tà Côn sâu lắm, chưa ai lặn được đến đấy. Sau Tết năm đó, làng mở hội thi tài lặn. Các anh tài ở 18 vùng chài lưới khắp phủ kéo hết về đây. Sau hồi trống phát lệnh, các kình ngư lao vút xuống vực nước hun hút. Nhưng tuyệt nhiên, không ai có thể đưa lên một mẫu vật nào chứng minh rằng mình đã lặn đến đấy. Khi người cầm trịch
chuẩn bị nổi hồi trống kết thúc cuộc thi thì cả chép bước đến. Tiếng trống lại thúc lên, cả chép vận khố đỏ, đôi hai tay khởi động làm những bắp thịt cuồn cuộn lên như sóng. Anh hít một hơi thở vừa phải, uốn mình lao xuống màn nước xanh lạnh lẽo. Vài phút sau anh lao lên mặt nước, một tay bơi sải bơi vào bờ, tay kia cầm con cá kim to bằng cổ tay. Lạ lùng nhất là mũi kim nhọn quắc của nó đang chọc vào bắp tay anh, làm máu tứa ra. Thế mà chàng trai cứ tảng lờ như không hay biết. Ông già cầm trịch quăng dùi trống, chạy bộ đến bế thóc cả chép lên, tung hô anh là người thắng cuộc. Dòng Tà Côn có loại cá kim lớn, được liệt vào hạng đặc sản. Cá kim sinh đẻ ở vùng cửa sông, nhưng những con cá lớn thường kiếm mồi sát đáy vực sâu hun hút. Dân làng Lượm chưa ai bắt được loại cá kim đặc sản này, vì thế tiếng tăm cả chép càng vang xa sau cuộc thi nọ. Nhưng chính anh lại không hề để ý đến chuyện đó. Hằng đêm anh vẫn lầm lũi làm nghề, để sáng sáng mẹ anh lại cắp rổ cá lên chợ bán. Khi nào hàng của bà cũng đắt khách nhất, vì cá chép thường bắt được những con cá to, còn loại lẹp nhẹp anh thả đi hết. Quanh dòng Tà Côn uốn theo con sông Bạc có bãi bồi triền dâu quanh năm xanh mướt. Ngày ngày người ta hái dâu gọi nhau ý ới, khác hẳn với cảnh tiêu điều ở làng Lượm. Làng phấn bừng lên với sắc xanh mướt mát của dâu, sắc trắng nõn nà của lụa tơ tằm. Dân làng phấn thường đi chợ bán hàng trên con đê chạy dọc sông Bạc. Đường đến chợ khá xa nên họ đi từ sớm, đoạn qua dòng Thiên Môn. Từ ngày có thêm người chết, các bà các cô cứ phải đợi nhau thành đoàn mới dám đi qua. Nhưng có một người dường như không sợ ma quái, thường đi trước. Đó là Nhàn. Nhàn 17 tuổi, dáng người thon thả, tóc chải dài đến gối, da trắng nõn. Cô đang là mục tiêu săn đón của trai làng phấn. Thường các phiên chợ, sau khi bán hết lụa, cô đến ngay hàng cá. Món cá mà cô thường thích mua là cá kim. Tuy có đắt hơn các loại cá khác, nhưng bố cô chỉ thích cá này. Cái đêm định mệnh của bố cả chép ở dòng Thiên Môn, Nhàn cũng chứng kiến. Không hiểu sao lần đó cô trở dậy sớm hơn mọi bữa. Khi đến Thiên Môn, dưới ánh trăng hạ tuần nhợt nhạt, cô trông thấy một người đang hì hụp kéo cái bọc nặng. Cô hoảng hồn đứng như trời trồng. Cô cố nhìn cho thật rõ. Sau khi kéo cái bọc nặng đó lên cát, người kia gục mặt xuống kêu lên: "Bố ơi, bố tỉnh dậy đi. Con đây mà, cá chép đây mà bố." Nghe thế, tự dưng cô quên sạch sợ hãi, quẳng gánh hàng chạy vụt xuống. Cá chép hết sức bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của cô gái lạ. Nhưng Nhàn đã giúp anh làm những động tác xổ nước cho người bố bị nạn. Cuối cùng khi hết phương cứu chữa, cá chép ôm con cá vượt tai hại đang quấn trong lưới đáy quẳng qua một bên, rồi hộc tóc vác xác bố chạy về nhà. Còn Nhàn, sau một lát suy đoán, cô quả quyết xách con cá vượt trong lưới ba tua bỏ vào gánh hàng lên chợ. Gần đến chợ, Nhàn bán lại con cá đó cho người buôn, rồi tất tả bán nhanh số lụa để trở lại làng nơi gia đình cá chép sinh sống. Dân làng Lượm ngạc nhiên thấy một cô gái làng phấn xuất hiện, càng ngạc nhiên hơn khi Nhàn dúi nắm tiền vào tay mẹ của cá chép. Tiếng đồn lan xa, người ta bảo rằng làng Lượm có cái chết oái oăm của một kình ngư cử phách, thì làng phấn cũng có một cô gái dám cả gan phá lệ làng. Bố Nhàn tra vấn con gái, Nhàn cứ thẳng băng trả lời: "Thấy người ta chết sao không giúp, còn tiền đó là người ta nhờ bán cá." Nghe vậy bố Nhàn chỉ còn biết thở dài. Ông không hề trách cứ con gái, nhưng làng sẽ không để cho ông yên. Lý Trưởng Hoáng sẽ đến liền sau đó. Hắn nghiến răng nói với bố Nhàn: "Bởi lâu nay tôi có ý định kết thông gia với ông nên chưa có tính sổ. Nếu mà ông không giải được con Nhàn thì ông phải trả nợ cho tôi, và tôi cũng không thuê con ông dệt lụa nữa." Bố Nhàn lại lục lão Hoáng và van xin hắn để cho ông dạy dỗ con gái. Nhàn nấp trong buồng, nghe giọng lão Lý Trưởng độc ác mà người cô run lên bần bật. Dù có chết
cô cũng quyết không làm dâu nhà lão, không lấy thêm con trai lão làm chồng. Nhưng còn bố còn mẹ sẽ ra sao? Càng dặn lòng, Nhàn càng thầm thương trộm nhớ một người. Ngày hội thi lặn ở dòng Tà Cuông, Nhàn đến từ sớm. Khi cả chép lao xuống nước, cô thót tim vì không biết có những tai ương nào đang rình rập. Khi thấy cả chép nhô lên, Nhàn thở vào. Người ta đổ ùa đến chúc mừng người thắng cuộc. Nhàn thảng thốt thấy bắp tay của cả chép bật máu khi rút mũi cá kim ra. Cô rút ngay vuông khăn lụa quấn tóc, buộc vào bắp tay của cả chép. Trong một thoáng, hai ánh mắt giao nhau chẳng rời. Từ ấy, có một trai làng Lượm và một cô gái làng Phấn thường ngóng tin nhau, dõi theo nhau tìm kiếm cơ hội gặp gỡ nơi đoạn sông Tà Cuông. Những lần mò cá, cả chép thường cố kéo dài về sáng, và những phiên chợ tỉnh, Nhàn lại cố đi sớm hơn. Rồi hai người cũng được gặp nhau. Hai người lặng nhìn nhau dưới màn đêm bàn bạc. Khi trời dần về sáng, đột nhiên tay cả chép chạm vào ống quần đầy cỏ mây của Nhàn. Anh rụt tay lại như chạm phải lửa. Đêm sau, cả chép lần đến đoạn sông Tà Cuông. Bỗng anh nghiêng tai lắng nghe, có tiếng quỳnh quịch nơi bãi dâu. Cả chép quăng lưới chạy đến, có hai bóng người đang vật lộn kịch liệt. Linh tính báo cho cả chép điều chẳng lành. Anh lao tới, chẳng nói chẳng rằng, giang tay túm lấy tên côn đồ đang cố sức ôm chặt một cô gái. Thì ra đó là Thiêm, còn Lý trưởng quán, người bị hắn cưỡng hiếp, lại chính là Nhàn. Lập tức, cả chép tung một cú đấm như trời giáng vào miệng của Thiêm, làm hắn gãy mất hai cái răng cửa. Thiêm mất hồn, ôm mồm đầy máu mà chạy mất. Ngày hôm sau, Lý trưởng Hoáng đem theo mấy tên đầu sai chạy đến nhà của cả chép. Ba tên bất ngờ nhảy đến. Cả chép đứng tựa lưng vào cột nhà, chờ chúng động thủ. Kết cục, hai tên bị đá văng ra hai hướng. Một tên còn lại chạy lùi ra. Lý trưởng Hoáng hét lớn: "Cái quần nghịch tặc kìa, tao báo cho mày biết, từ nay tao cấm mày không được bén mảng đến vùng Tà Cuông mò cá. Nếu không nghe, ta sẽ đốt nhà và đuổi mẹ con mày cuốn xéo khỏi đây đó." Đêm hôm sau, cả chép và Nhàn gặp nhau tại chỗ cũ. Họ ngồi với nhau khá lâu. Nhàn vuốt vuốt những bông cỏ mây vàng úa: "Anh cả chép, lão Lý Hoang ép em phải lấy con của lão. Anh tính làm sao? Hay là anh lên núi Nghĩa Sơn với anh rể em đi?" "Ừ, để làm gì?" "Em cũng chưa biết nữa. Nhưng mà đêm qua, anh ấy có ghé nhà bảo là dân nghèo ta bị áp bức quá cực khổ rồi, như con cá nằm trên thớt vậy đó. Phải liên kết với nhau để lật đổ bọn gian ác thì mới có đường sống." "Hay quá. Nếu vậy dù có chết á thì anh cũng đi." Hai người nắm chặt tay nhau, không ai bảo ai, nhưng trong mắt họ như có ánh lửa. Ánh lửa đó như đang bùng lên trên núi Nghĩa Sơn, bùng lan khắp chốn, thắp sáng lên cả cái làng Lượm đang trở mình thức dậy. Theo lời hồn ma kể lại thì con trai lão Lý trưởng là một kẻ lười nhác, ham tửu sắc, đỏ đen, tính tình ác ôn, nên không xứng với đóa hoa đẹp nhất làng Phấn. Huống hồ dì Nhàn đã phải lòng cả chép nên nặng nặc không chấp nhận. Dẫu thế, thời cuộc ấy có một quy luật bất thành văn: phép vua thua lệ làng. Ấy thế nên ở làng, thời lão Lý trưởng quán chính là mệnh lệnh. Lão ra lệnh ngăn cấm đôi trẻ đến với nhau, còn dọa rằng nếu còn dám làm phiền con dâu tương lai nhà lão thì lão đánh cho chết bỏ. Khổ nổi, gia đình nhà Nhàn nợ gia đình lão Lý trưởng 10 đồng bạc trắng. Lãi mẹ để lãi con nên không thể trả nổi. Cũng vì lẽ đó mà ông cụ thân sinh ra Nhàn đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Lão Lý trưởng sai người cấm túc Nhàn trong nhà, tuyệt đối không cho hai đứa gặp gỡ nhau. Nhàn sẽ bị nhốt cho tới khi con trai lão Thiêm sang bắt dâu. Kể đến đây, hồn ma khẽ khóc rấm rứt rồi bảo: "Vào một đêm tối trời, dặm ngày hạn định,
tạp dài bằng cùng tên, đầu đội nón, lén sang định đưa nàng ấy đi trốn. Khốn nạn thay, lại gặp gia nhân nhà lão Lý trưởng hơn một chục tên, cùng gã thêm đi đánh bạc và xem hát về. Đám người ấy lao vào đâm chém ta, sức một người thì làm sao mà đấu lại. Chúng băm dập thân thể của ta rồi chôn ngay ở khu đất hoang đồng làng. Sau đó thì nàng ấy bỏ đi đâu không ai hay biết. Còn nhà lão Lý trưởng trong một lần đã bị một toán cướp chặt đầu, cướp hết tiền bạc, cũng là ác giả ác báo thôi. Trên mảnh đất hoang đó sau này người ta dựng nhà, chủ nhà đem cây đào tán ngay trên đám đất vùi thay ta. Gần trăm năm qua đã qua ba đời chủ rồi, ta neo vào thân cây coi như là nhà để chờ đợi nàng ấy. Ông Hiệu nghe đến đây thì cảm thán thở dài. Tôi vô tình chặt cành mà không biết là phá nhà của ông, thứ cho ta cái tội đó. Nhưng mà sự việc đã trải qua trăm năm rồi, có lẽ bà nhàn cũng đã ra người thiên cổ. Hà cớ gì hồn ma của ông còn dương vấn hồng trần không chịu siêu thoát đi? Hồn ma cả chép im lặng. Ông Hiệu trầm ngâm mấy giây rồi nói tiếp. Chuyện qua đã quá lâu rồi, biết đâu bà ấy đang đợi ông đoàn tụ ở thế giới bên kia thì sao? Nếu nhà ông thuận thì ngày mai tôi sẽ cho mời thầy về để mở đường cho vong hồn ông trở về âm tào luân hồi đầu thai. Đừng có chờ đợi thêm nữa. Hồn ma lặng im mấy giây mới gật đầu. Nhà ông đốt cho ta ít tiền vàng nghe. Ông Hiệu như cởi bỏ được nút thắt, bèn gật đầu hứa. Yên tâm đi, tôi sẽ làm đúng thỉnh cầu của nhà ông. Hồn ma cả chép bái tạ rồi lầm lũi đi ra cửa. Sau khi ra khỏi cửa thì đứng im mấy giây, ngửa mặt nhìn trời rồi tan đi như làn khói mỏng. Cùng lúc đó, ông Hiệu cũng choàng tỉnh. Y lời hẹn, sáng hôm sau ông thỉnh một vị sư về làm lễ. Đống vàng mã cháy rực trong sân nhà ông. Sư thầy sau một hồi đọc kinh thì thở dài rồi lẩm bẩm. Nhà ngươi cũng không sung sướng gì, thôi mau mau đi đầu thai đi. Ông Hiệu đang rì sụp khấn vái, chợt thấy vọng lại một âm thanh như từ chốn u minh thăm thẳm vọng về. Chiều hôm ấy, Linh lĩnh kỉnh đồ nghề sang cố chữa cho cây đào quý như đã hẹn. Chỉ thấy ông Hiệu cứ trầm ngâm không nói, làm anh hơi khó xử. Chuyến tàu cuối năm đông nghìn nghịch, mùa đông năm nay thật rét, mưa phùn giăng giăng. Tàu về đến ga thì màn đêm đã bao phủ kín bầu trời. Dưới ánh đèn cao áp, từ xa, Đào đã nhận ra Linh. Bóng anh kiên nhẫn đứng chờ. Thỉnh thoảng anh khẽ xốc áo che bớt gió lạnh nơi cổ. Nhìn thấy Linh, mọi sự lạnh lẽo trong Đào như tan biến. Thay vào đó là một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Tiếng Đào bị chìm trong mớ âm thanh hỗn độn nơi sân ga. Không cần nhìn, Linh vẫn cảm nhận được Đào đang rất vui. Đào xuống tàu, cô ào tới ôm chầm lấy Linh. Theo lệ thường, Linh sẽ đưa Đào đi ăn tối, xong mới đèo cô về. Nhưng tối nay Đào không muốn thế. Được gặp lại Linh, cộng với việc khi biết tin Linh đã giúp bố cứu sống cây đào, khiến cô vui mừng quên cả đói. Cô chưa biết bố mẹ có thay đổi ý nghĩ về Linh hay không, nhưng cuộc nói chuyện qua điện thoại với bố, thấy giọng ông đã dịu lại, nghe chừng ông khâm phục Linh lắm. Lần đầu tiên tao hiểu vì sao người ta làm nhà kính trồng cây mà không cần đến kính. Rồi ông khoe cây đào đang trổ rất nhiều nụ to, ngày một ngày hai sẽ bung nở. Chiều nay bà Nhung gặp Linh, thân mật nói. Còn Đào nó nhắn bảo cậu 9 giờ tối nay ra ga đón nó về nghỉ Tết đó. Thực ra Đào đã thông tin cho Linh từ mấy hôm trước rồi. Đào nhắn qua mẹ chỉ là cái cớ để hai người có dịp nói chuyện và hiểu về nhau.
Một năm qua, tình yêu của họ sóng gió, trong đó xen lẫn cả trách móc hờn ghen. Mỗi lần nghe Đào khóc, lòng Linh đau quặn thắt. Nhiều lúc Linh không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt Đào, một đôi mắt luôn hiểu và biết anh nghĩ gì. Về thôi, kẻ bố mẹ mong. Linh cũng muốn về ngay, công việc còn lại với cây đào nhà ông Hiệu chưa xong hết. Sớm nay tuy trời còn rét nhưng tràn ngập nắng vàng. Đào đạp xe sang nhà Linh, mắt cô long lanh. Anh Linh à, bố mẹ bảo năm nay nhà ăn tất niên sớm, nhắn anh buổi trưa sang ăn cơm đó. Ừ, đến ăn cỗ có phải mang cái gì không ta? Trời ơi, hơn 30 tuổi mà chưa biết ngày Tết đến nhà bố mẹ vợ tương lai phải mang cái gì nữa hả? Nè, em cảnh báo anh nha, mẹ chưa có thông lắm đâu đó, liệu mà nói. Tiếng Đào trong trẻo, tươi rói. Mùa xuân đang về, Tết đến rất gần rồi, cây đào nhà ông Hiệu cũng đang nở rộ qua. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn 12 giờ đêm của tác giả An Yên, một câu chuyện hết sức là nhẹ nhàng và ý nghĩa vào những ngày cuối năm này. Quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy để lại một bình luận ở phần video cho Thi biết nha. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Đến đây thì xin chúc cho quý vị có một buổi tối an lành và ấm áp bên người thân và gia đình. Chúc quý vị ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.